Thông thường, một chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ rơi vào khoảng 28 đến 30 ngày. Trong khoảng thời gian này, dưới ảnh hưởng của các hormone trong cơ thể, tại buồng trứng, trứng được phát triển trong nang noãn. Mỗi tháng, nang noãn sẽ chín một lần vào giữa chu kỳ khi đã phát triển đến một kích thước nhất định và được giải phóng khỏi buồng trứng. Quá trình này được gọi là sự rụng trứng. Sự rụng trứng cũng được điều hòa bởi các hormone. Noãn trưởng thành được phóng ra khỏi nang noãn và có thể thụ tinh. Noãn sẽ vỡ ra và được phóng đi đến vòi trứng gặp tinh trùng. Mong muốn có con là mong muốn tự nhiên của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng thực hiện được mong muốn đó. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiếm muộn của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều phương pháp có thể điều trị, giúp các cặp hiếm muộn có thể có con như phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Thụ tinh trong ống nghiệm là quy trình trứng của người phụ nữ được lấy ra và thụ tinh ngoài cơ thể. Sau đó 1 đến 2 trứng đã được thụ tinh và phát triển thành phôi. Sau 2 đến 3 ngày được chuyển trở lại vào bên trong tử cung của người vợ, giúp cô ấy mang thai. Trước khi làm thụ tinh ống nghiệm, người phụ nữ sẽ nhận các thuốc hỗ trợ kích trứng, giúp có nhiều hơn một trứng phát triển và trưởng thành trong buồng trứng. 36 tiếng sau khi tiêm dụng, noãn sẽ được bác sĩ chọc hút từ buồng trứng cùng dịch nang bằng kim chọc hút dưới siêu âm. Quá trình chọc hút nang được thực hiện trong phòng tối, ánh sáng được giảm thiểu để bảo đảm an toàn cho noãn sau khi chọc ra. Bệnh nhân sau khi chọc hút trứng sẽ được theo dõi tại viện trong khoảng 2 giờ và có thể ra về sau đó. Noãn sau chọc hút sẽ được cấy với mẫu tinh trùng đã qua lọc rửa trong môi trường phòng thí nghiệm và để ủ trong tủ ở 37 độ C trong 24 giờ. Tinh trùng có thể đi xuyên vào trứng và xảy ra quá trình thụ tinh chỉ trong vài giờ đầu. Trong kỹ thuật này, trứng và tinh trùng gặp nhau, kết hợp với nhau một cách tự nhiên để tạo thành phôi. Sau khi thụ tinh 2 đến 3 ngày, các tế bào phân chia và nhân lên tạo thành phôi 8 tế bào. Thông thường phôi sẽ được nuôi cấy từ 2 đến 5 ngày trước khi tiến hành chuyển lại vào trong tử cung của người vợ. Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm có thể thu được nhiều phôi. Số phôi này có thể được chuyển lại vào tử cung của người vợ, gọi là chuyển phôi tươi. Cũng có thể được trữ lạnh để sử dụng cho những lần chuyển phôi sau. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản sẽ hỗ trợ đắc lực, đem lại cơ hội giúp các cặp vợ chồng có thể thực hiện được thiên chức làm cha mẹ của mình. Các cặp vợ chồng hiếm muộn cần được thăm khám, tư vấn tại các cơ sở y tế chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản để có được phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Khả năng mang thai của phụ nữ giảm đáng kể sau 35 tuổi, do đó các cặp vợ chồng hiếm muộn nên thăm khám sớm để có được phương pháp điều trị thích hợp.